Alo, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày mấy ta? Ngày 12 tháng 3 năm 2022, là một sáng thứ bảy. Lúc này là 9 giờ kém rồi. Mình sẽ nghe hai bài nhạc cho nó sảng khoái nha. Hãy subscribe.
đời trống vắng, đêm đêm đau bóng mây, ta lớn khôn không như lúc ta còn bé, bước chân ta đi.